siêu lần. Tất cả những cái hãng điện tử từ đây tới 4 tháng nữa không có sản xuất gì hết. Mình bị mất thu nhập, nhưng mà mình vui. Tự vì cái bức hình mà chiếm toàn thế giới này, ngày xưa các chị vị nói á, là quỷ ma đó, nó đã chiếm gần hết trái đất này rồi. Lúc đó thì còn chưa có hiểu mấy vị nói cái gì. Mình chỉ biết trái đất này trượt nhiều quá, người ác nhiều quá, nó đen thui. Nhưng mà ở trên mấy chị vị về nói á, chút xíu nữa là nó sẽ nhuộm đỏ qua địa cầu này. Hôm nay cấm giận về Di Mạch thì là cả nước Tàu, cả một cái hệ thống, cái gì nó cũng liên quan con chip, thì coi như xong. Nó không đánh nó cũng thua rồi. Không có con chip, điện thoại Huawei, bất cứ ngành nghề gì, viễn thông gì cũng đều phải ngưng lại hết. Ngay lúc này, nhiều lúc thì ở trong cái ngành điện tử này được buồn. Buồn là gì? 3 năm nay mấy đại ca thịnh thiên để cho nhà, ngay lúc này là cơ hội lớn nhất của nước Việt, lớn khổng lồ á. Nếu là Kiệt, là Bác Trọng, hay là Bác Chính, là Bác Phúc, là đi ngoại giao, ok, tôi sẽ là con ghệ trung thành với anh, tôi sẽ không có phản bội anh nữa, tôi sẽ giữ cái IP của anh, đúng không? Là rước đi vô nhà, tôi sẽ marry với anh, tôi cưới, tôi tặng anh chiếc nhẫn, tôi không, chỉ có như vậy mới cứu dân tộc. Tại vì lúc này là lúc thằng Mỹ nó đang cần. Chứ giờ Apple hay là bất cứ công ty nào giờ cũng rút ra khỏi Trung Cộng hết, nó không có chỗ nó đi. Tại vì Việt Nam là 6 triệu chất xám và 100 triệu chất xám ở bển đang cần công ăn việc làm. Chất xám này nó chỉ có thích hợp với Duyên Mạch, nó không có thích hợp với ruộng lúa, và đồng thời nó cũng không có thích hợp với những ngành nghề khác. Tại sao bao nhiêu cái vùng Silicon Valley này bởi bàn tay người Việt Nam dựng lên? Đây có người mình khôn, con của thằng Nóng hả, con rồng cháu tiên mà, nó đưa qua Indo, nó đưa qua Mã Lai, nó đưa qua Thái Lan, làm có được. Nó theo cái trình độ của con người nữa, và cái năng khiếu của bàn tay nữa. Ở đây cũng vậy, bao nhiêu công ty ở đây, cái gì có thấy công ty nào mà nó xin lỗi anh người Mỹ, người Mỹ đang làm chủ không? Không có. Một là Việt Nam, Tàu cũng có mà cái Mỹ trắng thôi. Người mình là chất xám lợi hại lắm á. Ngay lúc